tiếp tục thì mình sẽ cưa vô thứ hai nha mọi người.
Để cục dây để hạ nguyên cái động thanh này xuống nha mọi người. Lúc nãy là do không có hạ nguyên cây được và do ở dưới còn một số cây là chủ nhà họ cần chừa lại. À đây có cái cây hoa hoàng yến nè, với cái dừa, cây chầm ruột. Những cái dừa bên kia là giữ lại nha mọi người. Lát nó sẽ kéo cho ngã về hướng bên kia nha mọi người. Oh.